ở đầu cho bài viết Vì sao mẹ khóc của Linh Mục Antonio Sơn Trần. Cậu bé hỏi mẹ: "Mẹ ơi, vì sao mẹ khóc ạ?" Người mẹ trả lời: "Ừ, bởi vì mẹ là một phụ nữ mà." Cậu bé vẫn không hiểu. Cậu chạy đến bên người cha mình và hỏi: "Cha ơi, tại sao mẹ lại hay khóc vậy hả cha?" "Mọi phụ nữ đều có thể khóc, chẳng vì một lý do nào cả con à." Đó là sau một hồi trầm ngâm, người cha chỉ có thể nói với cậu bé như vậy. Và cậu bé lớn dần và trở thành một người đàn ông, nhưng vẫn luôn tự hỏi, vì sao phụ nữ hay khóc? Một ngày, cậu bé quyết định tìm gặp Thượng Đế và hỏi rằng: "Thưa Ngài, Ngài có thể cho con biết tại sao phụ nữ lại có thể khóc dễ dàng như vậy ạ?" Ngày thế giới đổi thay, một ánh dương bước vào căn phòng nhỏ. Ngày đêm ngóng từng giờ, ngày đêm với nỗi lo mênh mông ở tận trong tim, biết bao nhiêu thổn thương lạ lùng. Từng âu lo, từng đau thương, từng dấu vết qua đi vì có con bên đời. Từng góc tối, từng chơi vơi rồi những nỗi sợ nào chưa xóa trong khoảnh khắc. Và khi đó Thượng Đế mới cười và đáp rằng: "Khi tạo ra phụ nữ, ta đã ban cho họ một đôi vai đủ cứng cáp để có thể gánh vác cả thế giới, nhưng vẫn đủ mềm mại để đem lại sự dễ chịu. Ta ban cho họ sức mạnh tiềm ẩn để chịu đựng sự đau đớn của việc sinh nở. Ta ban cho họ sự cứng rắn, cho phép họ giữ vững tinh thần ngay cả khi tất cả mọi người đều từ bỏ, vượt qua cả ốm đau hay mệt mỏi để chăm sóc gia đình mà không một lời phàn nàn." Rồi ta ban cho họ một trái tim đầy cảm xúc để yêu thương con cái dưới bất kỳ hay trong mọi trường hợp, thậm chí ngay cả khi chúng làm cho họ tổn thương nặng nề. Ta ban cho họ lòng vị tha để có thể tha thứ cho những lỗi lầm tưởng như kéo dài vô tận của các ông chồng và nhào nặn hình dáng của họ từ chiếc xương sườn của người đàn ông. Cũng giống như những chiếc xương sườn kia, họ sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ trái tim người đàn ông. Ta ban cho họ sự khôn ngoan để nhận biết rằng một người chồng tốt không bao giờ làm tổn thương người vợ. Chỉ là đôi khi, anh ta muốn thử thách niềm tin và lòng quyết tâm của người đang cùng mình sánh bước. Và cuối cùng, ta ban cho họ một giọt nước mắt để rơi. Đây là một đặc quyền của phụ nữ để sử dụng cho bất cứ khi nào họ cần đến. Con thấy đó, con trai, Thượng Đế cất lời. Vẻ đẹp của người phụ nữ không thể hiện ở quần áo họ mặc, dáng vẻ họ có, hay cách họ chải tóc. Vẻ đẹp của người phụ nữ là những gì nằm trong đôi mắt kia, bởi đó chính là con đường dẫn đến trái tim, nơi tình yêu ngự trị. Khi đứa con khóc, mẹ hốt hoảng, lo lắng, hỏi tới lui: "Sao con khóc? Hả? Sao vậy? Ai bắt nạt con?" Nhưng khi mẹ khóc, con đã bao giờ hỏi: "Mẹ ơi, vì sao mẹ khóc?"
Mẹ qua bao gian lao, rõ xương nuôi lớn đàn con. Từng đêm vẫn về trong gió mưa, thân xác đó dường như héo khô. Người lặng lẽ gánh bao chua xót buồn đau. Rồi hôm nay con hay trên vai mẹ con, còn những nhọc nhằn. Đời mẹ không sướng vui, tháng năm tay trắng vì con. Nhiều đêm thấy mẹ ngồi dưới hiên, con đâu biết mẹ đang khóc đâu. Là tại con đã gây ra lắm lỗi lầm. Lỗi lầm gây ra quá lớn, để bao năm mẹ ôm đắng cay. Mà vì con đây gian dối, lòng mẹ đau từng đêm xót xa. Khóc khi con dại khờ và nỗi đau không bên bờ. Thời gian trôi nước mắt rơi nhiều cũng vì con. Giờ này con xin sám hối, lỗi gây ra mẹ ơi thứ tha. Nguyện lòng ăn năn sửa đôi, để ngày sau đời không đáng.